xin giới thiệu, đây là thớt MD lẻ, model là Onkyo 185X. Đây là thớt MD, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Em đã ghim sẵn vào cục đổi nguồn đây. Bên em có bán đổi nguồn, các nào có nhu cầu mua đổi nguồn thì liên hệ em. Thớt MD này sử dụng nguồn độc lập và sử dụng dây AV để kết nối với amply, nên mình thoải mái, mình ghép, mình kết nối. Mặt vàng của MD này là bằng phay nhôm, giải mã 20 bit. Giá bán là 800.000. Anh lưu ý nha, giá bán của MD này là 800.000. Hàng nội địa Nhật, đọc tốt đĩa MD. Giải mã DC kết nối Max TV 20 bit. Em sẽ tặng theo một đĩa MD cho các anh về giải mã. MD em tặng theo là đĩa MD nhạc vàng, hoặc là nhạc đen, hoặc là nhạc nước ngoài, tùy thích các anh có thể yêu cầu. Một đĩa MD bên em là tặng, sau một đĩa là bán nha. Các anh nào có nhu cầu mua thêm MD thì liên hệ em. MD là đĩa của Nhật, chép nhạc vào được, xóa được và với độ bền lên tới vài chục năm. Em tặng duy nhất một đĩa cho mình theo ý thích, các anh thích bài hát nào, ca sĩ nào thì liên hệ để mình sử dụng kèm với cái thớt MD này. Chức năng chính của thớt MD này là đọc tốt đĩa MD, mình kết nối với amply qua ngõ AV và dùng giải mã kết nối Max TV. Giá bán là 800.000. Bây giờ em đang bỏ đĩa vào, mình nghe nhạc clip test mà đi nha. Em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo nha. Hai ngõ optical in mình có thể kết nối với Max TV, kết nối với nhiều thiết bị quang khác nhau. Hai ngõ optical in nha. Onkyo 185X máy in sao băng, chỉ 800.000 thôi, mình đã có một cái đầu làm đáp giải mã 20 bit rồi. Hàng nội địa Nhật nha. Mình kết nối qua amply đây. Ở dưới amply thì mình ghim ngõ mà đi, thì phía trên thì mình ghim ngõ in. Ở dưới đây mình ghim ngõ in, thì trên vào đi mình ghim ngõ out để kết nối. Còn kết nối Max TV thì mình ghim optical vào ngõ in 1, đọc optical ngõ in 2. Bây giờ em sẽ đọc kích thước của thớt mà đi này. Chiều cao từ dưới lên là 16cm, chiều ngang là 18.5cm, hậu sâu lên tới 26cm. Bây giờ em kết thúc clip test nha. Các nào mua thớt mà đi lẻ thì liên hệ em. Cái amply phía dưới này em vẫn bán nha. Cái amply phía dưới này là Onkyo A905, chỉnh thoát trip trên vàng được luôn, chỉnh chế độ auto-tip để nghe nhạc vàng. Amply này em có bán, giá của cái amply này là 1.400.000, cũng là hàng nội địa Nhật luôn nha. Bây giờ các nào mua hàng MD hay là cái amply thì EB ủng hộ cho em nha.